Xin mời quý vị theo dõi đoạn kết chuyên dài Tỉnh Mộng, sáng tác vào năm 1923 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua những giọng đọc của Thố Ti, Minh Nguyệt, Trân Như, Trần Anh và Nam Anh. Kỳ Tâm nghe nói, tức cười rồi đáp lại rằng: Thưa bà, mấy lời bà nói đó làm cho tôi buồn nhiều hơn nữa. Bà sợ hễ tôi ra khỏi nhà rồi tôi đem chuyện xấu của bà mà rao cho thiên hạ biết hay sao? Thưa bà, thủa nay người ta thường làm như vậy. Hễ thương thì nói tốt, giận thì nói xấu. Mà khi tôi vô làm tốt dùm cho bà đó là làm cầu vui chứ có phải là chỉ thương bà đâu. Nay tôi ra là tại tôi hết muốn ở nữa, chứ tôi cũng chẳng có giận ai mà bà sợ tôi nói. Xin bà chớ tưởng bụng tôi như bụng thiên hạ vậy mà tội nghiệp cho tôi. Bà Phủ tuy là người nói chuyện giỏi, biết tráo trở, biết dịu ngọt, biết cân lời nặng tiếng nhẹ, biết giận thích xa lý gần, song bà chưa từng nghe ai nói giọng dị kỳ như giọng của Kỳ Tâm vậy, nên ngẩn ngơ không đối đáp đặng. Bà cứ năn nỉ Kỳ Tâm đừng giận, để thỉnh thoảng rồi sẽ tính. Hai người nói chuyện đến 10 giờ, Kỳ Tâm muốn kéo từ về tiệm, bà Phủ lại theo cầm ở lại mà ngủ. Lúc ấy trời mưa lớn, phần thì không có xe, nên Kỳ Tâm phải vâng lời ở lại nhà bà mà nghỉ. Kỳ Tâm mở giày cởi áo, rồi nằm tại bộ ván ngoài. Bà Phủ kêu thằng Quới, biểu đóng cửa rồi đi theo nó xuống nhà sau, cho nó một đồng bạc mà dặn rằng: Này, con ngủ rồi, khuya thức dậy cho sớm, đi xe lửa qua Bến Tranh, rồi mời thằng Tổng qua lập tức cho bà nói chuyện nghe. Như nó có hỏi bà có chuyện chi á, thì con thưa rằng thầy hai thầy phiền, muốn bỏ tiệm lúa mà đi làm việc trên Sài Gòn, nên nó phải qua mà tính công chuyện chơ, để trễ để không đặng đó nha. Con nhớ nói rõ ràng nha con. Khuya thằng Quới thức dậy đi qua Bến Tranh. Trường Xuân nghe nói Kỳ Tâm tính bỏ tiệm mà đi, thì cũng sợ anh ta ra khỏi rồi đem chuyện xấu của mình mà bán rao, nên ngồi xe hơi lập đập đi liền. Đi dọc đường, Trường Xuân nhớ những lời mình nói nặng nhẹ với Kỳ Tâm hôm qua thì ăn năn lắm. Anh ta thầm nghĩ, chớ chi mình dùng lời dịu ngọt mà dụ dỗ thì có lẽ đặng việc hơn. Thôi để qua đây, mình năn nỉ cho nó ở lại rồi sẽ tính sau. Nếu nó không chịu, mình hứa cho nó tiền nhiều thì chắc nó mê chứ gì. Anh ta đã tính như vậy mà cũng không yên lòng. Bởi vậy, qua đến Tân An, anh ta ghé nhà Tế Thế mà thuật sơ chuyện Kỳ Tâm đòi đi cho Tế Thế nghe, rồi mượn Tế Thế đi với mình vô nhà bà Phủ mà nói dùm. Ngày ấy nhằm chủ nhật, mà hơn một năm nay, Tế Thế mượn tiền bạc của Trường Xuân cũng nhiều rồi, nên người ta cậy không lại từ chối, nên lật đật thay áo đổi quần mà đi với Trường Xuân. Sáng bữa ấy, bà Phủ không cho mở cửa mà cũng không cho nói chuyện lớn, bởi vậy Kỳ Tâm nằm đắp mền ngủ hoài. Đến 8 giờ nhờ có Kỳ Phùng trong buồng khóc om sòm, anh ta mới giật mình thức dậy. Bà Phủ đã sai Chính Hữu đi mua đồ ăn sẵn rồi, nên Kỳ Tâm rửa mặt thay đồ vừa xong, bà hối bưng cà phê bánh mì ra cho Kỳ Tâm lót lòng. Bà Phủ ân cần tiếp đãi, tính cầm Kỳ Tâm ở lại mà chờ Trường Xuân qua. Bà cứ theo can gián hoài và xin Kỳ Tâm thương bụng bà. Kỳ Tâm đã quyết định bỏ mà đi, nên thấy bà hậu đãi thì cười thầm trong bụng, có ý để coi bà làm thế nào. Chẳng về đến 9 giờ rưỡi,
nghe xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi thấy Trường Xuân với Tế Thế thủng thẳng đi vô. Kỳ Tâm dòm thấy vậy thì hiểu ý bà liền, xong để coi mưu kế thế nào, nên ngồi cười không nói gì hết. Trường Xuân với Tế Thế bước vô, Kỳ Tâm đứng dậy chào hỏi lơ là, chứ không niềm nở như mấy lần gặp trước. Bộ Trường Xuân coi bợ ngợ lắm. Còn bà Phủ muốn nói, xong không biết làm sao mà khởi đầu. Tế Thế thấy vậy mới hỏi Kỳ Tâm rằng, tôi nghe có việc gì mà lộn xộn đó vậy anh? Có việc gì lộn xộn đâu. Nghe nói anh tính đi đâu đó. Ừ phải, hồi đó ông Tổng có giao, hễ chừng nào ảnh biểu thôi á, thì tôi phải thôi liền. Nay ảnh không muốn cho tôi ở nữa thì tôi đi, chứ có chi đâu mà lộn xộn. Ê, bậy lắm nè, đi đâu? Anh đi rồi tiệm lúa ai coi? Vậy đó có phải là việc của tôi đâu mà anh hỏi vậy. Ai coi tự ý hội chứ. Tôi làm dùm mà chơi đặng cho thiên hạ khen bà đây có rễ buôn bán giỏi vậy thôi, chứ tôi có lợi gì mà tôi lo. Anh nói vậy sao phải? Anh thiệt giống thiên hạ quá. Phải, tôi là đứa nghèo hèn, có nói lời nào là lời phải đâu. Anh cũng là tuổi bợ đít kẻ giàu sang, học như anh vậy mà học làm gì. Tế Thế mắc cỡ ngồi lặng thinh không biết nói sao đặng. Trường Xuân mới đứng dậy mà đốt thuốc hút và nói rằng, Dượng hai, bây giờ còn kêu tôi bằng Dượng nữa là làm gì? Hôm qua tôi nóng giận, tôi nói lỡ nhiều lời nặng, xin Dượng chớ phiền. Nếu Dượng giận tôi á, Dượng bỏ đi á thì khó cho tôi lắm. Bởi vì á, hễ Dượng đi á thì tôi phải dẹp tiệm lúa chứ ai mà coi. Thầy thiệt là một người giả dối không ai bằng. Mỗi việc thầy đều làm giả hết thảy. Tôi có dối Dượng việc nào đâu mà Dượng nói như vậy. À, nếu thầy muốn biết thì thầy ngồi xuống đây, rồi tôi nói hết cho thầy nghe. Phàm đàn ông con trai đi cưới vợ là có ý muốn lập nên gia thất, rồi sanh con đẻ cháu, đã nối nghiệp lâu dài. Thầy đi cưới vợ không có ý đó, muốn cậy thế bên vợ mà làm sang trọng, chứ không kể chỉ là gia thất. Dường ấy không phải là thầy dối đời hay sao? Thầy có vợ rồi mà bà đây là dì ruột của thầy. Cô hai ở nhà là em thầy, thầy lại không kể nghĩa bà con. Thầy làm cho hư danh tiếc của em gái thầy, rồi thầy chạy sắp chạy ngựa kiếm người nôm dùm, đặng che miệng thiên hạ. Nếu thầy nói rằng thầy đây không giả dối, vậy cho thầy làm chi vậy? Ngày nay thầy đặng làm ông tổng rồi, thầy nghĩ dầu bây giờ vợ thầy có hay cũng chẳng hại gì. Bởi vậy thầy muốn đuổi tôi đi đặng cho thầy qua lại nhà này cho dễ, mà thầy không chịu nói thiệt, rồi thầy lại kiếm cớ khác mà nói. Rồi bây giờ tôi đi, thầy sợ tôi ra khỏi đây tôi bán rau xấu hổ, mà thầy lại bày chuyện nói rằng tôi đi thì không ai coi tiệm lúa. Thầy nghĩ lại mà coi có phải là thầy dối luôn với tôi nữa hay không. Trước khi tôi chịu giúp thầy thì tôi có buộc thầy giàu việc gì cũng phải thiệt tình với nhau. Bởi vì tôi chịu làm chàng rể giả là ý tôi muốn dối thiên hạ đặng giúp dùm cho thầy mà thôi, chứ tôi không có chịu dối thầy. Nay thầy bực bội thì tôi không thể giúp nữa, bề nào tôi cũng đi. Thầy đừng có nhiều lời vô ích. Xong trước khi tôi từ giả thầy, tôi làm ơn nói dùm ít lời cho thầy biết. Tuy là đời này thiên hạ đều giả dối hết thảy, xong nếu mình muốn cho hơn thiên hạ thì đừng thèm giả dối mới đặng. Thầy giàu mà thiếu gì người khác giàu hơn thầy. Nếu thầy đừng giả dối thì thiên hạ không ai bằng thầy đặng. Mà thầy có tiền nhiều, có quyền lớn, thiên hạ họ dị thầy, nên làm quấy, họ không dám cười trước mặt thầy, nhưng thầy dám chắc sau lưng họ cũng khen thầy nữa sao? Ví như phong đồi tục bại ngu muội hết thảy, cứ khen kẻ giàu sang, chứ không kể chi là phải quấy gì nữa. Thầy làm quấy không ai cười thầy, xong có lẽ thầy thấy cỏ cây thầy cũng hổ thầm chứ. Nếu thầy không biết hổ thầm thì thôi, tôi nói nữa cũng vô ích. Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói một hơi thì hổ thẹn quá nên ngồi gục mặt không cãi chi đặng hết.
Cách một hồi anh ta định tĩnh mới năn nỉ rằng: Dượng giận nên Dượng nói nặng nề, tôi cũng chẳng có cố chấp gì. Thôi, xin Dượng đừng có phiền nữa. Bây giờ Dượng muốn sao tôi cũng chịu hết. Dượng coi tiệm muốn anh lương một tháng bao nhiêu cũng đặng, hay là bây giờ Dượng cần dùng bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho mà xài. Cử chỉ của thầy kỳ quá, tôi chịu không có đặng nữa. Thầy thấy thiên hạ ham tiền, thủ nay có việc gì á, thầy cũng giải tiền ra đó mà mua lòng người ta. Rồi thầy tưởng tôi đây cũng như thiên hạ vậy hả? Nên thầy lấy đồng tiền mà khiêu lòng tôi. Tôi nói cho thầy biết nha, thầy lầm rồi. Tôi không phải như họ vậy đâu. Tôi trọng là trọng người trơn tránh, tôi mến là mến người biết nghĩa, chứ tiền bạc của thầy có nghĩa lý gì đâu. Thôi, tôi không có muốn nói chuyện với thầy nữa. Xin bà với hai thầy ở lại đây mà an hưởng hiển dinh, để cho tôi đi. Phận tôi nghèo hèn thì tôi phải tìm chốn nghèo hèn mà nương dựa. Kỳ Tâm dứt lời, liền đứng dậy chắp tay xá bà Phủ rồi dọn bước ra cửa. Bà Phủ bối rối quá nên biểu rằng: Thầy hai, thầy có đi á thì thủng thẳng để cho tôi phân đôi lời rồi sẽ đi. Kỳ Tâm lắc đầu bộ không muốn nghe. Tế Thế thấy vậy mới chạy lại nắm tay của Kỳ Tâm mà kéo lại. Bốn người đang trộn rộn, bỗng thấy Yến Tuyết ở trong buồng bồng con đi ra, lại đứng ngay trước mặt Kỳ Tâm mà nói rằng: Thầy hai, xin thầy chậm chậm, đợi em nói ít lời rồi sẽ đi. Kỳ Tâm thấy Yến Tuyết ra cản thì chưng hửng. Bấy lâu nay anh ta đã có ý khinh thị Yến Tuyết, bởi vậy anh ta ngó ngang Yến Tuyết một cái, rồi dây mặt chỗ khác mà hỏi rằng: Tôi với cô có chuyện gì đâu mà nói? Yến Tuyết đáp rằng: Thưa phải, tôi đã biết thầy rồi, nên không có cần phải nói ra làm gì. Tôi muốn nói là nói với má tôi. Xong xin thầy tạm ngồi nghe tôi nói rồi sẽ đi. Chờ tôi một chút thì cũng chẳng muộn gì. Bà Phủ nghe Yến Tuyết nói mấy lời, bà không hiểu ý con muốn nói việc gì, nên bà lóng tai mà chờ. Còn Trường Xuân và Tế Thế thì ngồi chứng hững, nên hai người ngó nhau rồi kéo ghế mà ngồi. Kỳ Tâm thấy vậy, cũng ngồi tạm trên đầu bàn mà chờ đợi coi Yến Tuyết phân điều chi. Yến Tuyết đi lại gần bà Phủ, để con nằm ngửa trên gián, rồi cô ta ngồi bẹp dưới gạch, cúi đầu lại bà Phủ và nói rằng: Thưa má, phận con là con gái, mà con không có biết gìn giữ danh giá, làm cho mất tiết mất trinh, để cho má nhọc lòng lo lắng hơn một năm nay. Con nghĩ lại thì tội của con, dầu tái sanh mấy đời con cũng chưa có chuộc đặng. Việc của con làm thì đã xấu thân con, mà lại còn nhơ nhuốc lây cho tới cha mẹ ông bà. Lẽ thì con phải tự giận mà chết liền, như con đã tính hồi thổi ban đầu mới phải. Nhưng vì trong lúc ấy, con còn ngu muội, không có rõ đường nào là đường chánh, nẻo nào là nẻo tà. Nên những lời má khuyên con thì con tưởng là phải hết, con mới xuôi thuận để cho người ta đi coi rồi cưới. Tưởng là làm như vậy thì danh tiếng của con khỏi nhục, khỏi nhã. Nào về từ hôm qua đến bây giờ đó, con nghe những lời của thầy hai bày tỏ, thì con hối ngộ. Nhớ tới những việc sắp đặt mà giấu giếm thiên hạ đó, con hổ thẹn vô cùng. Mình đã xấu, mà còn muốn làm người phải thì giả dối thái quá. Con không có thể nào chịu nữa đặng má. Thưa má, con đã lỡ mang tội, thất hiếu với má rồi. Kiếp này con không biết sao mà chuộc đặng, vì con lạy má xin thứ tội cho con. Con nguyện kiếp sau, như con mà đặng tái sanh làm người, thì con sẽ tận tâm tận lực mà báo bổ nghĩa cụ lao, đền bội ơn cốt dục. Cho kiếp này,
Má đừng kể thân con nữa làm gì. Yến tiếc và nói và lại và khóc. Bà Phú động lòng nên cũng khóc òa. Yến tiếc lại mẹ rồi mới bồng con, đi lại đứng dựa bên Kỳ Tâm mà nói rằng: Dạ thưa thầy, việc nhà tôi đã tính xong rồi, vậy thì thầy tính đi đâu á, tôi cũng đi theo với. Kỳ Tâm nghe nói chưng hửng, nên đứng dậy ngó Yến Tuyết mà hỏi rằng: Cô theo tôi làm chi? Thưa thầy, thầy hỏi sao kỳ vậy? Thầy đã cưới tôi làm vợ, thì chồng đâu vợ đó, chứ sao mà thầy hỏi kỳ vậy? Tôi đã có giao kết rằng á, tôi cưới cô là cưới dạ, đặng che miệng thế gian dùm cho cô mà thôi. Chứ có nghĩa vợ chồng gì mà bây giờ cô theo tôi? Thưa thầy, tôi cũng biết, vậy lắm chứ. Nếu cô biết, sao cô còn tính theo tôi? Thưa thầy, phận tôi tuy là ngu muội, nhưng mà tôi cũng biết phải quấy chứ chẳng không. Bởi vậy, khi tôi lỗi lầm rồi thì tôi tự nguyện phải chết mới khỏi nhục. Ngạc vì má tôi đã già yếu, hiu quạnh có một mình. Nếu mà tôi chết, thì tôi chẳng khỏi để sầu cho mẹ. Đã vậy mà má tôi lại theo khuyên giải khóc lóc hoài, biểu là để làm theo thói đời, kiếm thế mà khỏe lấp tiếng nhơ. Nên bất đắc dĩ tôi phải chịu vậy. Tuy vậy mà tôi đã tự nguyện cho đến ngày tôi chết, tôi cũng chẳng dám thác thân cùng ai nữa. Nếu cô biết hổ như vậy á, mà sau ngày tôi đến coi, và ngày tôi đến cưới, cô dám trừng mặt, không chút thẹn thùa. Thưa thầy, tại thầy không có rõ việc riêng của tôi, nên thầy chê tôi như vậy cũng phải. Chứ tôi ở trong buồn, nghe thầy đến nhà tôi thì tôi đã hổ ngươi, nên tôi đã khóc lu bù, má tôi đã phải làm, giận làm hờn, tôi mới lau nước mắt mà bước ra đó. Kỳ Tâm đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Tôi là đứa nghèo hèn, ham tiền ham sang, nên đã biết cô là gái hư mà còn đi cưới cô. Vậy thì tôi có xứng đáng gì á mà làm chồng cô? Từ hôm qua cho đến bữa nay, tôi đã nghe những lời thầy bày tỏ, thì tôi mới biết thầy là chân chánh quân tử, còn họ là gian dối tiểu nhân. Chứ thiệt thổi nay tôi đã tập quen theo thế thái nhân tình, nên tôi trọng kẻ giàu sang còn khinh thường người hèn hạ. Chẳng giấu chi thầy, từ năm ngoái cho đến nay, thiệt tôi khinh bỉ thầy lắm. Bây giờ biết đặng bụng thầy, tôi mới kính phục thầy. Tôi đây cũng vậy. Khi tôi chịu cưới dùm á, thì tôi nghĩ cô là gái biết điều. Bởi vậy tôi mới buộc bữa tôi đi coi, và tôi đi cưới cô, không đặng khóc. Bởi vì nếu cô biết hổ cô khóc, mà tôi không biết hổ tôi cười, thì tôi là người gì? Chẳng dè đến coi á, thì bộ cô tự nhiên, mà đến cưới á, bộ cô cũng tự nhiên. Bởi vậy á, tuy tôi không có nói ra, chứ trong trí tôi chê thầm cô lắm. Yến Tuyết nghe nói như vậy thì lau mắt rồi cười. Kỳ Tâm dây lại thấy bà Phủ với Tế Thế đang ngồi chăm chỉ mà nghe. Còn Trường Xuân thì đi vòng lại gần cửa sổ. Kỳ Tâm thở dài ra rồi nói rằng: Cô theo tôi không có đặng. Sao vậy? Hay thầy ngại vì chút con này chăng? Không. Nó mới 5-6 tháng mà biết cái gì. Đã vậy mà theo khai sanh thì nó là con của tôi. Nếu tôi nuôi dưỡng nó thì lớn nó giống tôi, chứ nó theo ai mà tôi ngại. Vậy chứ tại sao thầy dụ dụ, hay là thầy chê tôi là gái hư thất tiết, nên thầy không có đành kết duyên với tôi chăng? Thưa thầy, tôi tuy là hư hẹn, nhưng mà nhờ thầy chỉ đường hắc bạch, nên bây giờ tôi đã biết lẽ chánh tà rồi, lẽ nào tôi dám đèo bồng, lạm dự vô kinh. Tôi xin theo thầy đây là vì ba ơn thầy đã bảo bọc danh tiếng cho tông môn. Lại thấy thầy như nhánh bông sen, ở dưới bùn dược lên mà không lắm bùn. Nên tôi nguyện đi theo, trước là đền ơn cứu giúp, sau nữa là học đời thanh bạch. Không, cô là con nhà quan, tôi là đứa hèn hạ, tôi đâu có dám chê cô. Mà theo lời cô nói nãy giờ đó, thì tuy gương chinh của cô đã đục rồi, song tấm lòng của cô không chút bợn. Tôi mà đặng vợ như cô thì may mắn biết chừng nào. Ngặt gì tôi là đứa chán đời, đã không màng giàu sang mà lại còn khinh khi màu son phấn. Bởi vậy tôi sợ cô theo tôi thì cô cực khổ mà lại chẳng vui nữa chứ. Thưa thầy, thói quen sang tôi đã chán ngán rồi,
giàu chừng nào càng bất như, sang chừng nào càng gian dối, chứ sang giàu như họ vậy mà quý gì. Dĩ như tôi nghèo cực lắm, cô cũng theo hoài nữa sao? Chừng nào tôi chết mới thôi. Thầy có cơm thì tôi ăn cơm, thầy có cháo tôi ăn cháo. Nếu cháo cơm không có, phải ăn bắp ăn khoai tôi cũng chịu. Dĩ như ngày sau, cô hay tôi là đứa ăn trộm, cô cũng còn chịu làm vợ tôi nữa sao? Không lẽ thầy là người gian? Mà đời nay thiên hạ, họ giật tiền nhau, ai giật đặng nhiều thì họ khen là giỏi. Bởi vậy thầy có ăn trộm đi nữa, bất quá cũng như họ, chứ không có quấy gì hơn. Kỳ Tâm nghe Yến Tiết nói tới đó thì động lòng rưng rưng nước mắt, rồi thò tay vào túi, móc ra một bó bạc, quăng ngay trước mặt Trường Xuân mà nói rằng: Một lời chi kỷ quý hơn ngàn vàng. Vậy thì lấy 18.000 đồng bạc này không có làm gì hết. Đó, tôi trả lại cho anh đó. Trường Xuân, Tế Thế và bà Phủ thấy điều ngẩn ngơ, không nói chi đặng hết. Kỳ Tâm chắp tay xá bà Phủ rồi bước ra đi. Yến Tuyết bồng con đi theo. Bà Phủ lật đật chạy theo níu áo con bà rể rồi bà khóc lóc mà nói rằng: Con ơi, con đành bỏ má mà đi sao con? Nếu con đi thì má còn ai mà hữu hỷ nữa. Thà là con mang tiếng hư thì má cũng ít buồn, chớ hễ con mà bỏ má thì chả mắc rầu, chắc má sống không có đặng. Thiệt, con đành giết má hay sao? Yến Tuyết nghe mẹ nói mấy lời, nước mắt tuôn dầm về, đi thì đau lòng, ở thì nhọc trí. Bởi vậy, không biết nói sao cho đặng. Kỳ Tâm thấy mẹ con bận biểu càng thêm động lòng, nên thưa với bà Phủ rằng: Bẩm bà, chẳng phải tôi muốn làm ngặt bà làm chi. Tôi bỏ đi đây là vì nhân tình giả dối, làm cho tôi chán ngán việc đời, nên tôi ở không đặng nữa. Yến Tuyết tiếp mà nói rằng: Nếu má muốn cho hai vợ chồng con ở đây với má, thì má phải đuổi con gian dối ra khỏi nhà, rồi cấm tuyệt đừng có cho héo lánh tới nữa, hoặc là may vợ chồng con mới ở đặng. Bà Phủ liền buông Yến Tuyết với Kỳ Tâm, chạy trở vào nhà rồi chỉ ngay mặt Trường Xuân mà nói lớn rằng: Đi! Mày phải đi ra khỏi nhà tao cho mau! Mày là cái thằng làm ô danh sủ tiết con tao! Mày đừng có lai vãng đến đây nữa nghe chưa? Tôi rày, tao không biết gì cháu nào nữa. Mày giàu sang, tôi kề mày. Giàu như mày thì càng thêm nhục. Trường Xuân và Tế Thế hổ thẹn nên riu riu lên xe hơi mà về. Yến Tuyết với Kỳ Tâm mới dắt nhau vô nhà, rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Kỳ Tâm thấy tình cảnh như vậy, lấy làm đau lòng, xong cứ ngồi im lìm để cho hai mẹ con bày tỏ chút tình gian díu. Bà Phụ khóc một hồi rồi lau nước mắt mà nói với Kỳ Tâm rằng: Con có lòng quảng đại, đã cứu bớt giùm danh tiếng cho nhà má, mà còn lại chỉ vẽ giùm đường ngay cho má đi nữa. Ơn nghĩa của con mà chẳng biết lấy gì mà đền đáp cho vừa. Vậy nếu con chẳng chê Yến Tuyết là gái hư, thì má xin con vui lòng ở đây với má, đặng má dạy nó hết lòng sửa trấp nâng khăn cho con, ngõ trả chút nghĩa dài ân nặng. Thân tôi nghèo hèn, theo đời nay thì tôi chẳng bàn ai hết. Nay bà thương tôi, bà nói như vậy, tôi sợ ngày khác bà thấy họ cao sang, rồi bà ăn năn chăng? Kỳ Tâm chưa tỏ hết ý thì Yến Tuyết hớt mà nói rằng: Thầy tuy nghèo hèn, nhưng mà chân chánh quân tử. Còn bực sang giàu ở đời này ai mà dám sánh với thầy? Tôi e là tôi không có xứng kết duyên cùng thầy mà thôi, chứ sao thầy lại ngại rằng ngày sau mẹ con tôi ăn năn. Kỳ Tâm nói Yến Tuyết rồi chím chím cười, làm cho Yến Tuyết mắc cỡ phải dây mặt chỗ khác. Kỳ Tâm đã não nề nhân tình ấm lạnh, nên tính sống là sống đặng coi đời thử mà chơi, chứ không kể chi thất gia. Còn Yến Tuyết đã hổ vì danh tiết nhơ nhuốc, nên tính sống là sống đặng nuôi mẹ cho tới già, chứ không còn mong tơ tóc nữa. Mà nay, vì chữ đồng thinh đồng khí, nhờ có thế tình khúc trực, mà trai rõ
đặng lòng gái, gái biết đặng chí trai, rồi kẻ đổi ý, người quên quyền, tác thành giai ngẫu, nghĩ thiệt cũng kỳ. Kỳ Tâm viết thơ giao tiệm lúa lại cho Trường Xuân, không thèm làm tổng lý nữa, rồi ở nhà với Yến Tuyết, khi sự kiện trồng cây, khi thì ngâm thi đọc sách, quyết vui thú gia đình, không màng thế tục. Có bữa trời chiều mát mẻ, vợ chồng dắt nhau ra ngoài cầu thang mà ngồi, rồi móc mồi thả cần mà câu. Chồng ôm con cầm sách mà đọc, hễ chồng đọc đến đoạn nào hay thì cắt nghĩa lại cho vợ nghe, hễ vợ giật đằng con cá nào lớn thì kêu chồng gỡ dùm. Có khi chồng cầm dao đi cắt bông thì vợ xách giỏ dắt con theo sao mà lụm, thấy cái bông nào tốt thì vợ chồng xúm lại mà nhìn. Có đêm trăng tỏ trời trong, vợ chồng nhắc ghế ra trước sân nhà mà nằm, rồi luận thế thái nhân tình, ý hiệp ý, tâm đồng tâm, thiệt là tương đắc. Những người biết tâm sự của Kỳ Tâm với Yến Tuyết, kẻ thì khen Kỳ Tâm có phước, thân nghèo mà cưới đặng vợ giàu sang. Có kẻ thì khen Yến Tuyết có phần, đã thất tiết rồi mà cũng còn có chồng đặng. Bà Phủ nghe lời dị nghị ấy, bà không buồn, mà bà lại cười rồi nói rằng: biết ai là người có phước, mà biết ai là có phần. Nếu Kỳ Tâm mà không gặp cảnh gia đình nguy biến, thì đâu chắc chồng này vợ đó. Còn nếu Yến Tuyết mà không lỡ nếm mùi đời đắng cay, thì cũng không chắc vợ này chồng đó. Đường đời hiểm trở, có người khổ cho tới già, mà chưa biết khôn đặng, thiệt là tội nghiệp. Quý vị vừa nghe xong đoạn kết chương dài Tỉnh Mộng, sáng tác vào năm 1923 của nhà văn Hồ Biểu Châu.